xin chào anh em nhé lại mình kẹo ngon miền và mình chưa cung cấp cho anh em những dòng kẹo nhập chuẩn nhất thị trường để anh em chơi trong mùa dịch này anh em mua cân anh em sẽ được tặng thêm hai nặng để sử dụng và anh em mua nhờ thì mình sẽ tính giá xỉ cho anh em. Và những anh em nào đang xem video của mình thì mình xin anh em cho mình một đăng ký kênh để mình lấy được tương tác với anh em. Và anh em bật chuông thông báo lên để nhận được những chương trình chuyên mới nhất bên mình nhé. Còn cách thức mua ăn hàng bên mình là anh em đặt hàng mình sẽ ship siêu đi cho anh em. Anh em nhận hàng thanh toán tiền, anh em lưu ý hàng nhà mình là không đồng kiểm nhá. Anh em tin tưởng thì mua hàng, anh em không tin tưởng thì anh em qua shop khác nhá. Còn hàng nhà mình mình giới thiệu như thế nào sẽ gửi đến tay anh em 100% như mình giới thiệu luôn. Anh em nhận hàng mà không được như mình giới thiệu, anh em cứ gửi lại hàng cho mình nhá để mình gửi lại tiền cho anh em. Đó và đầu tiên hôm nay mình sẽ giới thiệu anh em là cái mẫu đặng ăn mập bên mình nhá Đấy, nhà mình có từ 4 chấm đến 6 chấm cho anh nha đó mẫu đặng ăn mập này thì nó rất dễ chơi nó không nên cành nhá Đấy. nấm giết đặng ngăn mập đó Đấy. nhìn viên kẹo rất là sắc nét nhá và tất cả đều là chỉ mềm nhập trên công nghệ đóng máy anh em yên tâm luôn về chất lượng luôn đó nhìn viên kẹo rất là sắc nét luôn vé tròn đều chuẩn 100% trăm nhá không một chút ba viếng có cạnh nào luôn đó 4.5 thì mình đang bán là 470 000 nhá. Đấy, vừa rồi là 4.5 tăng giá. Đấy, nên là mình bắt buộc phải tăng theo. Đó, nhà sản xuất phải tăng giá thì họ mới làm được. Đấy, vì sản xuất 4.5 rất là nâu. Đấy, còn đây là 5 chấm nhá. 5 chấm thì nhà mình có từ 5.5 đến 5.56. Đấy, có đầy đủ kích thước cho em lựa chọn luôn. Anh em có thể tăng sai khi chơi đâu ngày càng bị mòn nhá. Đó. Tất cả đều là về hai tầng nhá, một tầng với xây một tầng về để hơi. Đấy. Mẫu này thì mình bao chuẩn cho anh em là 130 m và bao lắp xe là 90 m anh em nhé. Đấy. anh em nào mà ngon anh em có thể vụt được xa hơn luôn. đấy Đó. Đó, mẫu này thì rất là ổn định, rất dễ chơi luôn. Đấy, còn đây là hàng 6 chấm này, 6 chấm thì nhà mình có 635 và 640. Đấy. Riêng dòng 6 chấm này nó thiên về sức phá, công phá cực kỳ mạnh luôn. Đấy anh em bèm cỏ anh em bằng 6 chấm này là một phát gục Đã. anh em không phải đuổi theo đi nhận luôn anh em nha Đã. anh em chơi 635 mà lặng thì anh em lên 640 này Đã. 5 chấm và 6 chấm thì mình đang bán là 450 anh em nhé còn là 4 chấm thì là 470.000 anh em mua cân sẽ được tặng hai lạng nhé Còn đây là 5 chấm bán dài à mẫu này thì hơi kén cảnh nhưng độ vườn của nó cực kỳ tốt cả anh em nào mà sử dụng được mẫu này hợp với mẫu này chơi rất là sướng luôn độ vườn cực kỳ tốt luôn đó rất trụng cự ni xa luôn anh em nhé đó về tròn đều chuẩn 100 mình anh em nhé Hơn một chút ba viên có cạnh luôn còn đây là mẫu salon nhá salon quân nhập chỉ dây đĩa nõm nặng 26 mươi g nhà mình có 5.5 và 552 đó. Mẫu này thì có độ chính xác cực kỳ cao Anh em chơi mẫu này thì cứ tăng áp cao lên anh em nhé Mẫu này bao chuẩn cho anh em là 150m Đó Những anh em mà chơi mà đẳng cấp thì có thể bè ngoài 200m luôn Đó. Vì mẫu này độ chính xác cực kỳ cao anh em nhé Sức phá cũng cực kỳ mạnh luôn anh em nhé Đó. Mẫu này mình đang bán là 500 nghìn Nhà mình có 5.5 và 552 Còn đây là Monster Monster nhà mình có 5.5 và 635 Đó mẫu này thì hiện nay đang rất nhiều anh em săn đón trên thị trường, đó. chơi rất là sướng luôn, độ vườn cực kỳ tốt và rất trụ mà cứ đi xa. và mẫu này thì chơi nó cũng không kiến cành anh em nhé, cành nặng sử dụng được luôn. đó. nhà mình có 5 chấm và 6 chấm. mẫu này mình đang bán là 500 trăm nghìn anh em nhé. khi anh em mua một cân mình sẽ tặng cho anh em hai nặng, cũng là vé hai tầng anh em nhé. đó. mẫu này có độ nước gió cực kỳ tốt. Đó còn đây là xuyên phá zipi mẫu này thì rất phù hợp cho những anh em mà đi rừng đó, anh em em được cả thú cả chim luôn anh em nhé đó nhà mình có đầy đủ từ 4 chấm đến 6 chấm đó. riêng hàng 4 chấm thì hàng nào cũng là 470.000 anh em nhé còn 5 chấm và 6 chấm thì là 4 chấm rưỡi chỉ có sở lung và sờ lung và monster là 500 nghìn Đấy. riêng xuyên phá 635 này là bèm những con thú đớn một phát hùng luôn có đội xuyên thấu cực kỳ mạnh luôn Đấy. anh em mua hàng thì liên hệ với hai đầu số trên clip nha Xin chào anh nhé